thủ đô áp dụng các quy định mới về giấy tờ của người ra đường, cả chính quyền các địa phương và người dân đều lúng túng. Việc phường xác nhận các giấy đi đường của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn là cần thiết, bởi trong thời gian qua, còn hiện tượng các công ty doanh nghiệp không sản xuất các mặt hàng có những đặc thù công việc mang tính thiết yếu, nhưng vẫn cấp giấy cho nhân viên ra đường. Vì thế, mỗi một công ty doanh nghiệp khi đến xin dấu, UBND phường phải tiến hành kiểm tra, rà soát lại đăng ký kinh doanh để xác minh. Tuy nhiên, cũng vì thế mà những người đến xin xác nhận phải chờ đợi lâu, dẫn đến tình trạng tập trung đông người hơn mức cần thiết. Nhiều người dân lo ngại với những yêu cầu mới về giấy tờ ra đường của thủ đô, việc phải xếp hàng như thế này và việc ùn ứ khi lực lượng chức năng kiểm tra các loại giấy tờ của người tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch. Thì nguy cơ dịch bệnh nó lan truyền là có thể xảy ra. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn như là người đứng đầu, đứng giữa chẳng hạn bị bệnh chẳng hạn, họ là F0 chẳng hạn, thì thể nào quá trình hô hấp của họ sẽ phát tán ra không khí. Quan trọng vẫn là cái ý thức, vẫn là cái ý thức của người dân phòng chống dịch thôi. Người ta cũng chưa hiểu là phải chuẩn bị cái hồ sơ giấy tờ gì vào đến phường, thì chúng tôi phương chân là chúng tôi cấp ngay, nhưng cũng không thể là đáp ứng được cho các doanh nghiệp được, không còn cách nào cả, kể cả hết giờ hành chính chúng tôi vẫn phải làm. Và sau khi ban hành, nhận thấy một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu, dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Vì thế sáng ngày 10 tháng 8, UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai các chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 2562. Theo văn bản, UBND TP ban hành công văn số 2562 nhằm giảm lượng người ra đường tận dụng khoảng thời gian vàng để thực hiện truy vết, khoanh vùng các ổ dịch và các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Trên cơ sở thực tiễn, triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, UBND TP đã làm rõ và yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18.